Rồi em chào chị Hằng. Em ở đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Sau khi đã thi công và thiết kế trọn gói không gian bếp cho gia đình thì chị cảm nhận thế nào về cái không gian bếp nhà mình sau khi được đơn vị thiết kế và thi công trọn gói cái không gian bếp? Sau khi mà nhà về hoàn thiện để ở đấy thì chị thì phụ nữ mà, cho nên là bao giờ cũng chú ý và quan tâm nhất đến cái không gian bếp. Thì trong quá trình sử dụng thì chị thấy nó rất ổn và rất tiện lợi. Thì cũng nhờ các em bên thiết kế cũng để cho chị cảm thấy rất là thuận tiện và thoải mái mỗi khi buổi chiều về nhà nấu ăn. Nói chung là rất là hay lòng. Rồi, em cảm ơn chị nhé. Chúc anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.